Đây là cảnh ghi hình vào lúc giờ trưa tại một căn nhà mặt tiền Võ Thị Sáu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Một vị trí kinh doanh đắc địa với chiều ngang mặt tiền là 4,46m, chiều dài là 18,45m. Căn nhà này nở hậu, có kết cấu là 5 tầng, gồm có lửng và một tầng hầm. Với diện tích công nhận là sau khi trừ lộ giới là 67,3m2. Tổng diện tích sàn là 155,9m2. Căn nhà với mặt ngoài rất là đẹp, một vị trí mà gần như ở bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng khao khát sở hữu ngay trên tuyến đường thương hiệu này. Và vị trí căn nhà cách với công viên Lê Văn Tám 150m. Và đây là một cơ hội dành cho anh chị. Hãy liên hệ Văn với số điện thoại 0938 868 120. Xin chào.